Thì bảo là bố mẹ của em sang nói chuyện với bố là chuẩn bị để cưới cho con. Ở đứa bố nhất trí thôi, có gì đâu, con mình yêu nhau, con cứ về báo cáo với gia đình là bố sẽ nhất trí thôi. Thì còn đấy là bên bè thì bè cứ đi xem ngày như nào thì bè cứ báo cáo với này. Bây giờ cháu cháu hỏi bác, bây giờ bác sao lại bác lại đồng ý thằng này cho thằng này cưới rồi bác? Tại sao không được đồng ý? Bởi vì chúng tôi yêu nhau, bố tôi kết hợp với chúng tôi như nào thôi. Cháu hôm nay chơi, cháu phải không kể cho bác này. Rồi cô bị anh quen theo mời nói chuyện người lớn rồi. Vì gia đình cho bác, cháu đến đây, cháu đến đây để câu chuyện gia đình cho bác. Miếng bác những câu lần trước cháu với cả mẹ cháu với cả gia đình nhà cháu sang đây nói chuyện với gia đình nhà bác, bây giờ bác cũng bỏ hết à? Bây giờ bác nhiều tiền bác lại gả con Thư cho ông Quang. Gia đình nhà cháu thì bác tính như nào? Nó có tốt đẹp gì đâu bác. Nó tốt đẹp gì đâu bác. Cháu không thể biết được. Cô mời cho bác nó về, nó báo cáo với bác như nào thì bác kia. Tổ chức tôi nói như thế thế thôi. Nước ngon này, anh mua ở đâu ngon thế? Quán kia nó mới mở, anh mới mua này, uống được không? Được mà anh. Bố em một Thư thì không mua về. Mẹ anh Quang, cả anh Quang sang nhà mình nói chuyện, xin phép cưới bà bố ạ. Chứ con chẳng nói thì bố sớm, bây giờ con mới nói. Bởi vì là anh Quang anh cũng bảo con là bây giờ nhà anh cũng bận như bố, nhưng mà sắp xếp được mỗi thời gian bây giờ để sang qua nói chuyện nhà mình một lúc. Thế mà nói sớm thì bố đem mâm cơm ngồi quây quần ngồi nói chuyện chứ. Thôi bố ạ, anh Quang có tình cảm. Anh bảo là không cần phức tạp đâu, nhà anh rất thích lắm. Đồng ý cho chị Thư cưới được Quang mà nhé. Bác trai sẽ thích lắm bố ạ, không đẹp cũng được mà. Hình như xe bác đến thế nào? Vâng ạ. Bố nhưng chưa gì bố cho chị Thư cưới thằng Quang làm gì bố? Anh cái bầu gà khách đến rồi. Con đi thì nào bố không biết anh quen đến thì con thì. Dạ, cháu ạ. Hôm nay cháu dẫn mẹ cháu xuống thưa chuyện với bác với cả Thư ấy. Ôi mày giờ nào sao đây cưới làm gì, xin cưới cái gì? Đấy chứ. Hôm nay có khách đấy. Bèo vào nước đi bà. Ôi hôm nay cháu Quang có về nói chuyện tôi là hôm nay gia đình tôi lên thưa chuyện với ông bà là cháu Quang có tìm hiểu cho Thư ở đây thì lên xin nói chuyện với ông bà là tôi hai cháu đi lại với nhau rồi cháu xin hỏi cưới thì không tôi con Thư tôi với ông bà nói chuyện rồi, nói chuyện mấy ngày nay rồi thì bảo là bố mẹ của em sang nói chuyện với bố là chuẩn bị để cưới cho con. Ở đứa bố nhất trí thôi, có gì đâu, con mình yêu nhau, con cứ về báo cáo với gia đình là bố sẽ nhất trí thôi. Thì còn đến bên bè thì bè cứ đi xem ngày như nào thì bè cứ báo cáo với này. Thưa với ông là tôi cũng xem là mùng 2 tháng sau rồi ạ. Thì ông bà trên này có như nào thì cho gia đình chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị. Không có gì cả, bên này nhà tôi thì nhất trí, cháu em nó đấy yêu Thư tôi và Thư thì tôi cũng nhất trí. Thì cái Thư tôi về mới nói chuyện. Đấy, nói chuyện rồi thì tôi cũng nhất trí thôi, bè hôm nay là bè xem đây nói chuyện. Nè bè cứ đi xem ngày cưới như nào thì bè vào ngày nào nghèo thì bè cứ báo cáo với gia đình thì tôi. Đấy, nó như thế. Tôi xem vào mùng 2 tháng sau rồi. Đấy, thì mùng 2 thì là mùng 2 tổ chức cho các cháu thôi, không có gì cả. Gia đình thì tôi nhất trí thôi. Thì bác ạ, đấy thì mẹ cháu cũng sang thưa chuyện với bác là như vậy. Thì cũng mong là bác xem thế nào thì bác cho cháu với Thư đi lại với nhau. Bởi vì là cháu cũng yêu Thư cũng một thời gian rồi nên là cháu cũng mới dám là bảo mẹ cháu sang đây để thưa chuyện cho bác là để cháu với Thư dạ làm vợ làm chồng. Thôi bác nhất trí thôi, từ vì Thư như bác về thì có chuyện bác rồi. Thì bác cũng là nhất trí là nếu như mẹ cháu vừa nói chuyện đi rồi. Thì bác cũng nhất trí là đấy xem đầu hôm sau là bác sẽ tổ chức cho Thư để thành vợ thành chồng với cháu. Nhưng mà bố là biết rồi đấy, thằng này có tốt gì đâu, bố cho cưới làm gì. Dũng ơi, em còn đi với nhá. Mày hôn thế hả thằng này? Mày hôn quá. Bố đang ngồi nói chuyện với người lớn với con này. Bác ơi, cháu bảo bác là bác cứ yên tâm. Thư mà về làm vợ cháu thì cháu hứa với bác là cháu sẽ dành tất cả tình cảm của cháu cho Thư để Thư cảm thấy hạnh phúc. Và cháu sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều tiền để mua cho Thư một căn nhà thật là đẹp. Bây giờ cháu đang cố gắng dành dụm được một chút tiền rồi nên là bác cứ yên tâm. Giao cho Thư cho cháu, không ạ? Để xem mày có cưới được không nhá. Kìa. Thầy đi làm anh. Đi làm nhà đi. Bố đang nói chuyện, con cứ xem vào chuyện chỗ người lớn. Đi vào đi. Con xin hứa với bố là con sẽ sống thật tốt và sống thật hạnh phúc ở nhà anh Quang ạ. Nên bố yên tâm. Đấy, trước đây nè. Yêu thằng Kim bên kia như nào tôi cũng biết được. Nhưng mà bây giờ nó về thì nhất trí là cưới nhà tôi. Nhất trí rồi bạn, không có gì cả. Bè cứ mới cả cháu cứ thoải mái đi nè, gia đình nhà bác. Thế thôi.
Bởi vì ngày đầu hôm sau cưới Kim thì tôi nhất trí tôi sẽ kẻ có thư cho. Còn trước đây nó yêu Kiên đi nó cũng chẳng biết thế nào được. Đấy, tôi nói thật gia đình nhà Kiên. Đấy, nó chơi bời hay như nào tôi cũng không thể biết được. Đấy. Bởi vì bác ơi, cháu nói thật với bác là thằng Kiên nó không tốt đẹp gì đâu bác ạ. Cháu mới là người có thể mang lại được mọi thứ và hạnh phúc cho Thư. Thằng Kiên là cháu nhìn cái loại này nó chung chơi bời lắm. Nó không làm ăn no liệu được gì cho Thư đâu. Mày có yên tâm giả tạo của mày thì luôn không cưới được chị tao đâu. Xấu giả tạo của mày. Thôi, mày cười đi. Đấy, 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 bác ạ, thôi đấy. Mày đi bố anh Kiên. Mày có dậy đi mà. Xe em của anh Kiên sang đây nhỉ. Ừ, em gọi luôn cho anh này. Cả để gọi anh Kiên sang xử lý. Gọi luôn cho anh Kiên đi. Gọi em đang anh Kiên à? Vâng, bây giờ anh sang nhà em luôn đi. Thằng Quang với lại mẹ nó dẫn nhau sang xin bố em cưới anh ạ. Nó mẹ nó xin giận kiểu là nó xin bố em cưới chị Thư ấy thì anh cứ sang đây luôn đi. Anh sang luôn đi. Vâng, cả mẹ nó sang anh ạ. Cả mẹ nó nói chuyện với bố em xin cưới này. Vâng, sang luôn đấy nhá. Anh kia bảo là sang. Con đi vào nhà đi con, để cho bố ngồi nói chuyện đi. Con thì cứ nào đi. Con đi vào nhà. Không nghĩ là mày cưới chị Thư đâu bố. Không nghĩ chị Thư, bố nghe ngồi nói chuyện. Đấy bác, thì cháu cũng rất là cháu sang đây tư chuyện cho bác là vậy. Thì là cũng mong là bác xem thế nào thu xếp sớm cho cháu với cả Thư là ăn hỏi trước. Rồi cưới xin xem hôm nào đẹp là cưới là vừa bác ạ. Bác cũng đi rồi, bác đi rồi, chẳng mẹ cháu nói chuyện là cô hai là cưới gì đấy, do mẹ cháu nói chuyện đấy. Bố mẹ con thằng Quang sang hỏi cưới anh này. Sao hỏi cưới á? Vâng. Đâu chưa? Mới xem lúc bố lúc thôi. Ở sau này coi xem. Sang lâu chưa? Sang được 5-10 phút thì nhưng mà bố lúc anh. Bố chị Thư có đồng ý không? Có đồng ý rồi, bây giờ anh vào đi. Thằng Kiên này mày này đi chạy cái bác có cái điểm gì mà mày đêm khuya mày chạy cái bác hả cháu? Mày mò ra đây làm cái gì? Đây là Kiên à? Đây thằng này đây nhỉ? Bây giờ cháu hỏi bác, bây giờ bác sao lại bác lại đồng ý thằng này cho thằng này cưới Thư rồi bác? Tại sao không được đồng ý? Bởi vì chúng tôi yêu nhau, bố tôi kết hợp với chúng tôi như nào thôi. Cháu hôm nay chơi cháu phải công tiện cái bác này, rồi cô bị anh quen theo mời nói chuyện người lớn rồi. Vì gia đình nhà bác, cháu đến đây cháu đến đây để công chuyện gia đình nhà bác. Lần trước cháu với cả mẹ cháu với cả gia đình nhà cháu sang đây nói chuyện với gia đình nhà bác, bây giờ bác cũng bỏ hết à? Bây giờ bác nhiều tiền bác lại trả con Thư cho hôm qua. Gia đình nhà cháu thì bác tính như nào? Nó có tốt đẹp gì đâu bác? Bây giờ nó tốt đẹp gì đâu bác? Cháu không thể biết được. Bác có về nó báo cáo bác như nào thì bác kia. Tổ chức tôi nói như thế thế thôi. Đúng rồi, là các bạn phải biết này. Mày bảo tiền thì không có tiền thì lấy cho lại hạnh phúc. Mày có cái gì mà mày để là hạnh phúc đâu? Mày sang lại cái thân mày đi. Căn bản là tôi với anh chia tay rồi. Đúng rồi. Chẳng còn gì cả. Cái chuyện ngày xưa ấy, anh sang nhà tôi để xin trước cưới ấy, đấy là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ là chuyện của bây giờ. Bây giờ cháu biết là gia đình nhà bác chỉ là những cái người hám tiền thôi. Đúng rồi. Bây giờ hám tiền. Bây giờ cái nếu không có hám tiền thì việc gì mà bác cả thu cho gia đình nhà người này. Cháu sang nhà bác cháu đừng cứ mà ăn nói mà linh tinh thế nhá. Bác ơi, hám tiền. Là cháu nói thẳng với bác luôn là cháu đố nó sao lại cưới nhau đấy. Nó thật với bác như thế. Sao không cưới được? Cháu sẽ phá hai đứa này đến cùng luôn. Chẳng có người nó để cho hai đứa này đặt cưới. Cháu phải cưới luôn. Bác xin cho con nhà bác vẹt ra nhà con nó về nó bảo bác không thể nhắc nó với cháu được. Đúng rồi. Bây giờ nó như này nó bảo là con không yêu anh Kiên đâu thì bác cũng phải chịu thôi chứ. Cháu yêu nó 5 năm rồi bác coi thì chẳng có nhà. Yêu 5 năm rồi coi thì bác bảo nè không thích ký. Đây, con thương thì bác đây nó bảo không thích ký thì thôi. Tất cả nó chỉ vì đồng tiền thôi bác ạ. Cháu lại gì ra thì mua. Mẹ mày mua mà mày không có quyền mẹ ăn cháu không. Thư có quyền lựa chọn mà. Mày đang lợi dụng cái Thư thôi, mày đang giả vờ thôi. Chẳng lợi dụng gì cả. Cứ để con nói. Bây giờ nhá, Thư nhà tao đang không đồng ý mày rồi. Thì mày không có quyền thì mày chạy người ta mày cứ. Cháu mà không cưới được thì cháu không bao giờ để thằng này cưới được. Cháu nói cho bác biết thế. Mày làm gì? Tao bảo em cùng luôn để xem gia đình nhà mày có cưới được không. Cho phải cưới luôn. Bây giờ bác kệ vì đồng tiền bác lại
thế lọ thế kia bây giờ gia đình nhà cháu cháu đi được trong những yêu em đến là quyền của nó. Nó về nó bảo tao cưới như nào tao quan tao nó bảo tao vì mà mày không có nhìn được quyền đấy thì mày tranh với tao mà quyền đâu mày nói nghe như tinh ở nhà gia đình nhà tao. Có phải đi về đi đúng là gia đình. Ủa cái gì mày nó đi tao hán tiền gia đình hán tiền quá hán tiền luôn đi. Nó bảo bố là người hán tiền đi à mày xem mà thằng anh mày mày hay quá đó là anh đấy đấy bảo bố là hán tiền. Giờ anh kia là gì em ấy em cứ tin nó em cưới nó em yêu em không cưới được không sao hối hận không không em có tốt không nó có tốt cho em không nó có cho nó em hạnh phúc không có à, em cứ tin nó thì em cứ nghe cho nó em cưới nó về sau này em khổ cả đời anh nói với em này tao nói mặt mày biết này mày không phá thì Thư nó hạnh phúc thôi mày không có liên quan đến Thư là được Thư chỉ cần vậy thôi mày có thể đặt yên đi tao còn được yên thân mày đừng có phá cũng biết cả để tao yên đi này để cho xem bên này mày cưới được nó mày sướng hay mày khổ nó giả vờ thôi nó tốt đẹp gì đâu mày cưới nó về mày cười khổ cả đời. Anh nói là mày biết này, đấy. Mày đừng có phá Thư thì để Thư được hạnh phúc. Chứ bây giờ mày bảo Thư khổ á, hay là mày làm khổ Thư? Này, tao phải đến cùng, tao đéo vào để chúng mày cưới nhau đấy. Em thấy đấy. 5 năm tao yêu mày, tao còn khổ bao nhiêu lần đấy. Bây giờ tao đang sướng thế này. Tao chỉ cầu mong mày đừng bao giờ mày dính líu tao nữa. Đúng rồi. Đừng có thế. Mày xem anh Thư làm nhà cháu đi bà. Cháu xem nhà bác nên cháu không được quay đi đèn đi nhá. Tao đuổi nó về đi. Cháu đi đâu đấy, đi bà. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng tôi cưới nhau rồi. Tờ này có loại hắn tiền, tờ này có loại tham lam. Sống chỉ vì đồng tiền. Rồi sau này ấy, xem có hạnh phúc hay không. Chứ mày sống không vì tiền à? Này, tao không vì tiền đâu. Tao sống với thật chất, hiểu chưa? Thật chất mày không có tiền mới cắn đất mày ăn à? Đúng rồi. Còn này ơi, cái loại là chúng mày vì đồng tiền chúng mày cưới nhau. Chúng mày xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Có tiền tao tổ chức đám cưới, có tiền tao mua được thứ nọ thứ kia. Còn mày có cái đéo gì? Này, để tao xem chúng mày cưới được không. Tôi lừa đảo. Tao xem chúng mày cưới được không, nó 5 triệu của tao còn đéo giả. Giả tao bằng tiền âm phủ đấy, gia đình nhà mày đâu về. Đây tiền âm phủ có gì, bán tệ à? Mặn người lắm. Mày tiền cái thằng còn gì còn cho con gì nữa. Để ra xem gia đình mày đâu được không? Đâu về đâu cho bà gọi nhà mày đâu. Không biết chất bà nói chuyện với anh. Bà cho nó về đi. Anh về đi ha, để em bảo dình trong ngõ xem là chúng nó nói chuyện gì nhá. Rồi mình về đi. Rồi xem bạn như nào, ngày cưới nào. Đéo nghĩ bây giờ chị Thư bây giờ đồng ý cưới với Quang thế. Bây giờ chị ngu nguội, chị cứ nghe lời nó rồi. Bây giờ gia đình bố Thư đồng ý rồi. Bây giờ anh em chỉ còn cách phá thôi. Bây giờ không cho cưới không được đâu. Thôi anh cưới đi để vào nghe ngóng tình hình nhá. Mình sang nghe ngóng gì. Đứng lên đi thôi anh, có phải ngóng gì. Đang đang để gấp buồn buồn để anh ghép buồn. Bây giờ bây giờ định mãi ngóng nghe rồi thì thôi. Đéo nghĩ với chị Thư càng ngày càng khốn nạn như thế. Bây giờ chị hết tình cảm với anh rồi. Quá đáng thật sự luôn. Bây giờ chuẩn bị cưới rồi, bây giờ chả biết thế nào luôn. Đi về đi. Đi về đi về. Chứ bây giờ mình nói mình khuyên cũng chả giải quyết gì. Bây giờ nói khuyên bây giờ đồng ý cưới hướng Quang rồi, bây giờ làm nào được. Chả làm nào được. Đỡ hết cách rồi. Bây giờ mình đến mình khuyên mà họ vẫn không đồng ý cái này thì anh cũng không biết làm nào. Bây giờ em được ở đấy từ nãy nó ra nó khuyên ông bác Thắng xin định bác Thắng cái là bác Thắng đồng ý luôn. Gia đình này vì đồng tiền mà. Anh bây giờ anh không nghĩ là anh có ngày hôm nay ấy. Chưa bao giờ anh nghĩ là anh yêu chị Tư, anh thật lòng như thế mà anh chị Tư chị đối xử với anh như này. Thôi chưa bao giờ anh nghĩ là chị Tư chị đối xử khốn nạn với anh như này. Thôi anh đừng buồn nữa. Bây giờ anh hiểu là anh yêu chị Tư 5 năm vừa qua ấy. Anh cho chị Tư rất là nhiều thứ, anh đối xử với chị Tư như nào. Cuối cùng anh nhận lại được cái gì? Bây giờ bà, bây giờ không yêu anh thì anh phải cố lên chứ. 5 năm trải qua bao nhiêu cái sóng gió rồi. Hết đứa lọ đứa kia. Xong cuối cùng bây giờ ấy, sang xin ngày cưới rồi. Bố mẹ chúng nó nói chuyện với nhau rồi. 1-2 ngày nữa lại cưới. Nhưng bây giờ anh đéo hiểu là suy nghĩ của con Thư là kiểu gì. Đối xử anh quá khốn nạn luôn. Bây giờ chị ngu nguội cứ tin thằng Quang thôi. Xong đến lúc về lại hối hận không ạ. Bây giờ không, bà không còn tình cảm với anh, bà yêu nó rồi. Bây giờ anh níu kéo không được đâu. Tôi cố gắng lên anh ạ, tôi đi về. Bây giờ đúng là yêu nhau 5 năm không bằng người yêu 1 tháng. Bây giờ tình cảm chị thay đổi thì giờ phải đành chịu thôi chứ sao giờ. Tôi đi về.